Ok, xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư ha. Thì chào mừng anh chị mình đã đến với kênh YouTube của em, kênh VSY Stock ha. Thì kênh của em là hỗ trợ tất cả các anh chị nhà đầu tư mình về chứng khoán. Thì hôm nay cũng là một ngày thứ ba đúng không? Thì em cũng sẽ tranh thủ mình lên mình làm một cái video ngắn thôi đấy. Tại vì em tính là hôm nay có thể là em sẽ xem xét, em nghỉ ngơi. Tại vì thị trường nhìn chung ấy thì nó cũng không có những cái biến động gì mà nó gọi là nó biến đổi mới so với cái phiên vừa rồi ha đấy. Nhưng mà thôi thì mình cũng không biết làm gì, cho nên mình cũng lên mình tranh thủ mình ngồi lại mình trao đổi một chút với chị nhà đầu tư ha, về những cái biến động thị trường cũng như là những cái yếu tố vận động ở mặt bằng chung cổ phiếu ngày hôm nay nó đang diễn biến ra sao đúng không đó. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi nói ngắn gọn và xúc tích về những cái biến động thị trường ha. Thì anh chị thấy là gì, thị trường vận động tương đối là dạt dẹo ấy trong phiên ngày hôm nay đúng không, các cái yếu tố xanh xanh này đỏ đỏ liên tục trong phiên đó, và vô cùng khó chịu. Cái bản chất thị trường hôm nay á nó cũng tương tự vận động mà em đã phân tích cho anh chị mình trong một cái video ngày hôm qua đúng không ấy, cho nên là đôi khi á video ngày hôm nay á phân tích không gọi là nó chuyên sâu lắm, thì anh chị mình phải mình về mình xem lại cái video ngày hôm qua ha. Đó là một cái video mà em đã phân tích rất nhiều về những cái biến động thị trường, chiến lược hiện tại, biên độ thị trường đang vận động trong những cái xu thế và kịch bản ra sao ha. Đấy thì nó là như thế, cho nên cái vận động thị trường thì nó cũng không có nhiều những cái sự biến đổi mới, thì nó cũng khó để cho mà em cập nhật những yếu tố thông tin để anh chị nhà đầu tư đúng không đó. Thì mình vẫn tuân thủ những cái chiến lược cũ anh chị. Thị trường thì bản chất nó vẫn trong những cái biên tích lũy, thì trong những biên tích lũy ở vận động hiện tại á, thì anh chị thấy là gì, trong một cái biên từ bao nhiêu, từ 1.350 đến những cái biên dưới là 1.330 đó, thì đó là những cái biên tích lũy của thị trường. Thì anh chị thấy thị trường nó vận động trong những cái biên độ như thế này đấy. Thì đôi khi trong những cái biên độ mà thị trường tích lũy ấy, thì anh chị mình nhìn lại cái tâm lý của mình xem, mình có thấy là cái sự chán nản không anh chị đó, mình thấy sự chán nản không là cực kỳ lớn đúng không, tâm lý anh chị mình vô cùng e dè. Và em thấy có một cái điểm hay trong hai phiên gần đây ấy, đặc biệt là trong những cái phiên như ngày hôm nay ấy, thì anh chị mình thấy là gì, hiện tại khi mà em lướt một vòng cái room chứng khoán này, cái kênh này, cái diễn đàn này, thì em thấy là cái phần lớn cái tâm lý của nhà đầu tư mình đang khá lo ngại và e dè về cái vận động thị trường đúng không. Thì mình có những cái lý do để mình lo ngại đấy. Thứ nhất ấy, là cái tuần đáo hạn phái sinh thì bao giờ nó cũng là những cái yếu tố mà vô cùng khó lường, tại vì mình không biết được là nhà tạo lập họ đang cầm những cái vị thế long hay là những cái vị thế sọt đúng không đó, cho nên ít nhiều nó cũng làm cho cái tâm lý nhà đầu tư chưa dám giải ngân đối với anh chị nào cầm tiền. Còn với những người mà họ đang cầm những cái lượng cổ phiếu ấy, thì họ cũng chờ đợi sau những cái nhịp, những cái ngày đáo hạn phái sinh thì họ sẽ có những cái chiến lược mới đấy, cho nên vô hình chung nó dẫn đến những cái tình trạng giao dịch tương đối là chán nản. Nhưng mà anh chị mình thấy ở những góc độ nào đó, khi mà cái phần lớn tâm lý nhà đầu tư mà chán nản ấy, thì thường nó là những cái yếu tố thị trường nó ổn định ấy, anh chị mình cũng lưu ý ha. Thì đó là những cái yếu tố về tâm lý mà em muốn phân tích thêm để cho chị mình nắm bắt ha. Tại vì khi mà đám đông họ đang nghĩ về một vấn đề gì đó, hay là họ đang hướng về một cái vấn đề gì đó, thì thường yếu tố xảy ra nó không cao đúng không đấy. Như anh chị mình thấy trong khoảng 2 tuần gần đây thì nhà đầu tư mình thường nghĩ về những dòng cổ phiếu, dòng mid cap. Khi anh chị mình thấy xem, khi mà ai cũng nghĩ về những câu chuyện nào đầu tư công ấy, thì anh chị mình cứ về mình nhìn lại những cái điểm mua. Khi mà chúng ta mua đuổi, khi mà chúng ta cảm thấy mọi thứ nó đã quá rõ ràng, thì liệu mình có thật sự mang về được những biên độ lợi nhuận hay không đúng không đấy. Cho nên đó là những cái câu chuyện trên thị trường chứng khoán, nghe thì nó nghịch lý ha, nhưng mà thường xác suất chính xác của nó là tương đối cao ấy đó, cho nên chị mình cũng lưu ý. Và anh chị thấy là trong cái phiên ngày hôm nay hoặc là phiên ngày hôm qua đi, thì ở một góc độ nào đó thì hai cái phiên gần đây á, cái yếu tố khối lượng ấy, nó có yếu tố vượt trội so với ba phiên gần đây đúng không, trong 3 phiên tuần rồi ấy. Đó thì anh chị mình thấy là những yếu tố mà khối lượng nó cũng ở mức trung bình đấy đó, thì vô hình chung nó cũng được phản ánh là gì anh chị, là do cái tuần này là cái tuần mà cơ cấu quỹ ETF, thì thường mà cái quỹ họ cơ cấu với nhau ấy, thì nó cũng có những cái đội họ móc nói để họ bán anh chị. Thường nó sẽ cơ cấu trong những cái phiên giai đoạn mà cuối phiên chiều và trong phiên ATC đúng không đó. Thì anh chị thấy là gì, những yếu tố khối lượng lớn ấy, hầu như là nó xuất hiện ở trong giai đoạn cuối phiên chiều ha. Anh chị mình nhìn vào những yếu tố mà giao dịch trong ATC ấy, đây là anh chị đó, những cổ phiếu mà cổ phiếu lớn ấy, nhìn thấy nè, STB nè 1,7 triệu nè, còn SSI 1,5 triệu nè đấy. Thì đó là những cái lệnh mà họ chủ yếu họ cơ cấu trong phiên ATC ha. Thì vô hình chung nó phản ánh trong những cái nhịp mà thị trường hai phiên gần đây khối lượng ở mức trung bình đấy, trung bình thả đó. Cho nên là những cái ngày mà những cái tuần mà đáo hạn phái sinh ấy, thì lúc nào cũng vậy anh chị, đặc biệt là tuần này có cơ cấu quỹ nữa, thì những cái yếu tố mà chúng ta phân tích về những yếu tố về khối lượng ấy, thì đôi khi nó sẽ bị nhiễu sóng một chút đúng không ấy. Nó tương tự như cái khoảng thời gian mà các giai đoạn đầu năm ấy, thì anh chị thấy sàn HOSE nó bị nghẽn lệnh, thì anh chị thấy những yếu tố khối lượng này nó đều như bắp ấy đó, thì nó sẽ tương đối gọi là khó khăn trong cái quá trình mà chúng ta phân tích ấy, nó sẽ bị nhiễu sóng. Thì cái độ chính xác mà mình phân tích ở đây ấy, đôi khi cái yếu tố lại không cao, Nhưng mà anh chị mình nhìn về những cái biên độ về giá xem, nó vẫn là những ngày hôm qua thôi chị, giảm 1.73 điểm, tương đối là gì? Tương đối là nhẹ nhàng. Sáng á thì các ông mở gáp ha, sáng mở gáp bắp và kéo này, dùng các mặt cổ phiếu trụ kéo, và chiều thì quay về lấp gáp đó chị, nó vẫn là vận động tương đối là gọi là bình thường trong một cái biên độ mà tích lũy, đúng không? Đấy, cho nên quan trọng nhất ở giai đoạn hiện tại gì? Quan trọng là cái tài khoản anh chị mình, danh mục anh chị mình đang nắm những mặt cổ phiếu nào, trồng cây gì và nuôi con nào, đúng không? Mình có những cái chiến lược mình cân đối cái tài sản của mình ra sao ha. Đen sen nhưng mà cổ phiếu xanh nó sẽ gánh vác cho nhưng mà cổ phiếu đỏ. Em ví dụ những cái hệ thống khách hàng bên em đi, thì ngày hôm nay đi thì mình sẽ có nhưng mà cổ phiếu nó đỏ nhẹ, như là HCG đi, nó chỉnh tương đối là nhẹ nhàng nhưng mà nó đỏ đấy, hoặc là một vài mã cổ phiếu như VGT này, hôm qua tăng 4-5%, nay chỉnh lại 3-4%, đúng không? Đấy, nhưng mà mình có nhưng mà cổ phiếu khác để nó bù trừ, nó bù đắp lại đấy, thì vô hình chung mình cân đối được cái tài sản của mình trong một cái nhịp thị trường chung xoay quay. Thì bao giờ cũng thế, khi mà những cái biến động thị trường chung nó vận động xoay quay ấy, thì thường là những cái giai đoạn mà cực kỳ khó để cho chúng ta giao dịch ha. Đấy, mình có những cổ phiếu ví dụ FPT đâu đấy thì nó vẫn neo là những cái sắc xanh, và những cổ phiếu như là VRA thì nó vẫn duy trì ở một cái mức nó ổn định cho tài khoản, đúng không? Đấy, cho nên chị mình cứ tập trung vào cái việc mà mình quản lý, mình xử lý cái gì một cho nó tốt. Còn đôi khi trong những cái biên độ thị trường sẽ quay á, anh chị mình cứ nhìn vào quá nhiều, mình tập trung quá nhiều khoảng thời gian của mình vào những cái yếu tố vận động thị trường chung, hay là mình tập trung quá nhiều vào những cái biến động hiển thị xanh đỏ ở cổ phiếu ấy, thì đôi khi mình sẽ bị phản ánh bởi những cái tâm lý, cũng như là cái tâm lý của mình sẽ rất dễ bị dao động anh chị ha. Đấy, cho nên chị mình cũng lưu ý đó. Còn cái biến động của thị trường chung bây giờ ấy, thì anh chị mình thấy là gì? Thị trường chung cũng như là ở mặt bằng chung nhưng mà cổ phiếu ấy, thì bản chất nó cũng là những cái biên mà nó chờ đợi đó anh chị. Đó, họ cũng chờ đợi những cái ý chí của nhà tạo lập, đúng không? Đấy, chờ những cái yếu tố về gió đông đó, những cái sự kích hoạt về dòng tiền, chờ gió đông nó thổi ha. Chứ còn bây giờ mà để đi phân tích quá nhiều ấy, thì nó cũng như ngày hôm qua thôi, cũng không có gì là biến đổi mới. Đấy, thì mình cứ dĩ bất biến ứng vạn biến, đúng không? Đó, thị trường thế nào mình xử lý thế đó, với anh chị mình cũng đừng có đi mà đón mò quá nhiều, thì đôi khi nó sẽ dẫn đến cái tâm lý chị mình dễ bị hoang mang và lo sợ, đúng không? Đấy, tại vì cái tâm lý giao dịch của anh chị nhà đầu tư mình lúc nào cũng vậy, cực kỳ dễ bị dao động ha, và lúc nào thì điểm mua nó cũng sẽ dẫn đến những cái tâm lý và suy nghĩ nó khác nhau ha. Thì một chút nữa em sẽ đi phân tích nhiều hơn ở cái mặt cổ phiếu để cho anh chị mình nắm bắt, đúng không? Đấy, thì nhìn chung bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích trước tiên là cái dòng cổ phiếu, dòng ngân hàng ha. Thì em lướt qua một vòng thì nó vẫn là những cái vùng mà gọi là gì, những biên độ mà nó dao động vùng đáy đó anh chị. Như thấy không, dao động ở những vùng đáy với yếu tố mà khối lượng thấp thôi, thì cũng chưa có quá nhiều cái điểm nhấn để chúng ta phân tích. Đấy, cho nên là thị trường hiện tại với cái chung với những cái yếu tố vận động của dòng ngân hàng thì họ vẫn chờ đợi anh chị, chờ đợi ý chí của tổ chức, chờ đợi một cái luồng gió đông nó thổi ha. Đấy, BID nè, BID đúng không? Thì hồi trưa thì em cũng gặp một vài cái tin nhắn của chị nhà đầu tư, đúng không? Mình nhắn hỏi em là ôi bây giờ chị mua con BID được không, hoặc là anh mua con BID này được không? Tại vì hôm qua nghe em phân tích thì nó cũng gọi là thuyết phục quá, nhưng mà chị mình lưu ý nha, em nói rất kỹ nha, anh chị nào chưa xem mình phải xem lại cái video ngày hôm qua, tránh cái trạng thái mà ví dụ bây giờ chị mua vào mà trong T3 T5 đi, anh chị thấy cổ phiếu nó lỗ, mình quay ra mình check móc em thì không đúng, đúng không? Hãy em phân tích rất rõ ràng về cái góc độ đầu tư và hữu vị đầu tư của cổ phiếu BID ha. Ấy, chứ không phải anh chị mình mua vào để T3 T5 ăn đâu, thì nó không có. Ấy, cho nên là đôi khi mà em phân tích như thế mà anh chị mình nghe mình chưa hiểu rõ ấy, hoặc là mình chưa có gọi là gì, mình hiểu hết những cái ý nghĩa mà em trao đổi, thì đôi khi mình sẽ có những cái hành vi, những cái yếu tố mình giao dịch cổ phiếu nó không có đúng với những gì mà em phân tích ấy, thì nó sẽ dẫn đến những cái yếu tố mà chị mình sẽ gọi là trong ngắn hạn hoặc gì đấy cái vận động cổ phiếu mình không đúng những sự kỳ vọng, thì mình quay ra mình chấp móc thì nó không phải ha. Đấy, những cổ phiếu này thì em phân tích nó kỹ rồi, mua là ví dụ thay vì mua mà thay vì bây giờ chị mình gửi tiền tiết kiệm nó cũng 3-5%, thì thay vì mua cổ phiếu này mình tích trữ. Đấy, cho nên chị mình lưu ý tích trữ là mình có ở những góc độ mình nhìn nó gọi là ví dụ 6 tháng 1 năm, đúng không? Chứ không phải là chị mình mua để đánh sóng nha. Đánh sóng thì lúc nào cũng vậy, phải đánh theo yếu tố dòng tiền lớn, dòng tiền có đổi lái. Còn bây giờ những con này nó đang yếu tố cạn cung vùng đáy mà dòng tiền chưa có vào, mà chìm vào mình đánh sóng làm gì có, đúng không? Đấy, BVB là những con kênh dưới thì thôi em nói chị mình rồi, hạn chế vào những con cổ phiếu kênh dưới bây giờ ha. Yếu tố vận động thị trường bây giờ nó cũng phân hóa rất là nặng. Đấy, thị trường đỏ đỏ xanh xanh rất là khó chịu, cho nên cứ tập trung quản lý nhưng mà cổ phiếu mà nằm kênh trên ấy, nắm lúc nào nó cũng nhẹ đầu hơn, nó cũng thoải mái hơn rất là nhiều, đúng không? Đấy, em chị mình thấy ai nắm cổ phiếu như Hoa Sen ra hoặc là Nam Kim thì rất là thoải mái và nhẹ nhàng ha. Đó, nó giữ một cái sức khỏe tương đối tốt. Thì chưa có rung rung đắc lắc thì đôi khi nó vẫn neo ở quanh những vùng tham chiếu thôi, thậm chí trong phiên nó còn có những vùng giá sắc xanh đó, thì đó là những một cổ phiếu mạnh kênh trên xu hướng đi lên, có dòng tiền lớn tham gia rồi. Đấy, cho nên lúc nào mình cũng vậy, mình đánh theo những yếu tố dòng tiền lớn ấy, thì cổ phiếu nó có chỉnh đội lái nó cũng sẽ là những người họ sẽ đợi giá cổ phiếu thôi. Còn nếu như mà trường hợp nó để cho cổ phiếu rơi quá nặng đi thì đội lái sẽ là những người họ thua lỗ, chứ không phải là chị nhà đầu tư đâu. Tại vì những phiên này đổ tiền vào ấy, làm gì nó phân phối ra ngay cho một hai phiên nữa chị, đó. Tổ chức đội lái không bao giờ đánh hàng tới cộng 3 đâu. Ví dụ anh chị mình có 5-10 tỷ thì đó, khi mình vào tới cộng 3 về mình chốt lãi thì nó gọi là tương đối thoải mái, còn tổ chức tiền nó vỗ vào rất là lớn thì không thể nào đánh trong ngắn hạn được ha. Đấy, nó phải có những cái vận động và lúc nào cũng vậy. Phân phối ấy, nó cũng là cả một cái quá trình chứ không phải là phân phối chết ngay trong một hai phiên đâu anh chị ha. Đấy, CTG này kênh dưới cứ túc tắc rất là khó để mình đánh nha, chị mình lưu ý ha, đã từ rất lâu đúng không, thậm chí từ những giai đoạn này là cảnh báo chị mình rất nhiều cổ phiếu như CTG ha. Đấy, kể từ đó là mình không tham gia thì mình sẽ không phải dính vào những trạng thái mà nhức đầu ở giai đoạn phía sau. Đấy, cho nên chị mình lưu ý kênh dưới thì cứ túc tắc mà nó cứ vận động thôi, còn mình thì không rõ những cái cổ phiếu vận động kênh dưới đó. HDbank nè, nay hôm nay nó cũng quay về những vùng đáy dưới chị, những con này nó bị bo cung rất nặng ha, bây giờ nó bị bo cung nhiều lắm. Hồi xưa thì nó cũng đỡ bo cung nhưng mà các bản chất giai đoạn mà những năm mà gọi là gì, năm 2020 thì cổ phiếu như HDbank là cổ phiếu bo cung nha anh chị. Đó là những yếu tố khối lượng nó đều như bắp ấy, nó chung một cái yếu tố vận động với cổ phiếu như VGC ha. Ấy, tại vì anh chị cũng biết hai cái cổ phiếu này nó có một cái mối tương quan với nhau, ấy cùng một cái đội mà họ vận động, cho nên hai cổ phiếu này nhìn chung cũng khá là bo cung. Mà bo cung thì thường khó cho anh chị phân tích về những yếu tố về dòng tiền đó, nhưng mà về cái vận động nó vẫn trong một cái biên đó, trong cái biên tích lũy anh chị. Ví dụ lên nó tiệm cận những vùng kênh trên, những cái biên độ kháng cự thì nó tìm về lại những biên dưới. Đấy, đó là một cái vận động tích lũy, một cái biên tích lũy ha. Một cái mẫu hình hợp của Davat LBB này, cũng như những phiên vừa rồi thôi, vẫn là vùng vận động tích lũy đấy anh chị. Đấy, bây giờ những cổ phiếu này nó vẫn tương tự ngày hôm qua, cho nên là có thể gọi là gì, chúng ta sẽ lướt nhanh thôi chứ cũng chưa có quá nhiều điều mà để em phân tích những cái biến đổi mới cổ phiếu đúng không. Khi nào ví dụ nó có một phiên xác nhận hết lượng vào này thì mình sẽ có những cái diễn biến mới để mình đi phân tích. Đấy, còn bây giờ nó cũng chưa có những yếu tố gì cả. Tiên Phong thì đó em nói rồi, cảm biến cự áp lực bán điều chỉnh là tất yếu thôi. Đấy, cũng không phải là cái điều mà quá để đáng cho anh chị mình lo ngại. Nào, anh chị thấy rất rõ ràng không? VBank nè, tăng gặp kháng cự anh chị. Ấy, cổ phiếu tăng gặp kháng cự áp lực điều chỉnh là tất yếu. Đấy, trên kháng cự lúc nào cũng vậy. Kháng cự là những cái vùng mà nó sẽ gọi là gì? Yếu tố nó sẽ kìm hãm cái sự tăng giá của cổ phiếu đúng không? Anh chị nào hiểu về những vùng kháng cự này mình canh chút ngắn đi. Đấy, tại vì cổ phiếu kênh dưới mà, kênh dưới thì tăng thường sẽ gặp kháng cự, mà kháng cự sẽ có áp lực bán, mà áp lực bán cái lượng cung nó lớn cái lượng cầu thì sẽ làm cho cái lượng cổ phiếu giảm giá thôi. Tiếp theo là về dòng đầu tư công đúng không? Thì những cổ phiếu này hôm qua nó chỉnh tương đối rác ha. Ấy, nhưng mà em nói rồi, thì mặt bằng chung em thấy nó cũng về làm những vùng hỗ trợ. Thì cái việc mà nó đỡ giá là có thôi, ví dụ C4G này như thế không? Đỉnh trước là hỗ trợ sau nè, đỉnh, ba đỉnh là hỗ trợ. Đấy, thì hôm nay chí ít là cái sự cân bằng trở lại. CKG. Cổ phiếu này trong những quá trình nó test đáy anh chị. Đấy nè, test lại thôi, khối lượng thấp nè, cân bằng. Đấy, thì anh chị nào có hàng thì em nghĩ là mình cứ cơm, mình đưa cho mình những cái mức chặn lãi anh chị ha. Đó, vi phạm về những mức chặn lãi mình chốt, còn điểm mua chắc chắn bây giờ là không có đâu. Những cổ phiếu này bây giờ cực kỳ khó chìm vào, điểm mua nó cũng chưa đạt lắm những cái điều kiện mình tham gia đúng không. Còn những ông cổ phiếu như DBG nó cứ túc tắc nó cứ đi lên thôi, anh chị thấy không, thị trường phân hóa cực kỳ lớn đúng không. Có những mà cổ phiếu những cái biên ở đây nó giảm cực kỳ mạnh nè, nhưng có những mà cổ phiếu như DBG nó vẫn được neo lại những vùng tích lũy phía trên. Đấy, thì nó vẫn đủ những cái sự an toàn, nó vẫn chưa vi phạm về một cái điểm bán nào cả, hay cái vận động cổ phiếu nó chưa có tín hiệu gì gọi là quá xấu để cho anh chị thấy mình lại bán những cái lượng hàng mình ra mình bán thì đôi khi lại không hay đúng không. Đó, cho nên anh chị mình nên quản trị cái danh mục của mình cho nó tốt nhất. Cổ phiếu của mình đang vận động ra sao đúng không, con nào xấu thì cứ nên mà túc tắc mà cắt bỏ đi, còn những con tốt vận động kênh trên xuống đi lên thì có thể cầm nắm lại được. Đấy, đó là cái yếu tố mình quản trị nó tốt tài khoản ha. Còn những con như thế này gặp kháng cự nó chỉnh thôi. Nói chung là anh chị mình thấy những con cổ phiếu kênh dưới vận động nó sẽ cực kỳ khó để chúng ta phân tích, tại vì kênh dưới là yếu tố là cái xu thế, là vẫn là xu thế xuống. Đó, khi nào mà một cái yếu tố mà nó break những trên xu thế trên xuống này và nó tái tích lũy lại thì mới canh được cái điểm đánh ha. Còn những con này rất khó để cho anh chị tìm một cái điểm mua. Đấy, hoặc là đó anh chị thấy những cổ phiếu ví dụ như HT1 đi, có xấu không anh chị, đâu có gì đâu mà xấu, nó vẫn trong một cái biên độ tích lũy đúng không, khối lượng như thế nào, khối lượng thấp này. Đấy, khi anh chị đã có hàng hiện nghị vẫn cứ cầm. Đó, đôi khi có thể nó quay về lắp cái gáp nó rút chân là bình thường đúng không. Đấy, tại vì gáp là xác suất 80% sẽ lắp lại thôi, những con này mà lắp gáp rút chân là vẫn tốt. Đấy, cho nên điểm mua lúc nào cũng vậy, nó sẽ quyết định đến một cái điểm bán. Em ví dụ đi, em ví dụ một cái trường hợp cổ phiếu như HT1 này, anh chị mình tham gia tại một cái điểm như thế này. Đó, khi anh chị mình vẫn trong một cái tầm quản trị rủi ro thì mình vẫn cầm nắm lại cổ phiếu được, nó vẫn chưa vi phạm bất kỳ một cái điểm bán thì chúng ta vẫn duy trì một cái đà cầm nắm, và cái tài khoản của chị mình vẫn duy trì một cái biên độ lợi nhuận vẫn có lãi, thì mình sẽ có những góc độ mình nghĩ tích cực về cổ phiếu ấy. Mình nghĩ cổ phiếu này vẫn đang trong một vận động tích lũy, vẫn đang vận động tốt. Nhưng ngược lại với những ông nào mà mua những vùng giá trên cao, ví dụ mà có lỡ mà mua đuổi đi giá bao nhiêu 23 thì bây giờ hiện tại 21.5 mình lỗ khoảng 1,5 giá, thì tâm lý anh chị mình đang bị dao động tương đối lớn, tại vì cái áp lực mà tài khoản của mình bị thua lỗ thì nó sẽ dẫn đến một cái suy nghĩ cực kỳ tiêu cực về cổ phiếu ấy. Cho nên điểm mua và cách đi vốn, nó sẽ làm cho cái suy nghĩ về cổ phiếu của mỗi nhà đầu tư là khác nhau. Đấy, cho nên chị mình lưu ý ha. Đó, ví dụ như cổ phiếu như KBC đi. Đấy, anh chị thấy là gì? Một cái phiên như ngày hôm qua á, nếu mà xét ở một góc độ về phân tích á, thì đây chính là phiên như anh chị có thể gọi là phiên up thết. Đấy, up thết trong một biên độ mà cổ phiếu vận động trong một quá trình tăng giá, đúng không? Đó, giảm điểm là biên độ lớn, khối lượng lớn, thì đó là phiên up thết. Nhưng mà anh chị mình phải xét ở một góc độ về điểm mua nữa. Em ví dụ là gì? Sau phiên up thết thường sẽ là những cái phiên mà nó sẽ hồi phục lại. Anh chị mình lưu ý ha, hôm nay là phiên hồi làm gì tất yếu anh chị. Cho nên lý do vì sao mà em nói chị mình á, ai mà có điểm mua chuẩn ở đây á thì cứ cần. Đấy, ví dụ anh chị mua tại những vùng giá như 38 đi. Đó, những điểm mua chuẩn vùng giá 38 đi, hoặc là vùng giá tích lũy. Đấy, thì vẫn trong một cái tầm quản trị cổ phiếu, vẫn trong một cái biên độ gì vẫn lại, thì mình vẫn đang có những cái yếu tố mình nhìn cổ phiếu một góc độ nó cực kỳ khách quan. À, cổ phiếu này chỉnh bình thường. Nhưng mà anh chị mình thấy là gì? Với những nhà đầu tư nào mà họ mua ở những vùng giá bao nhiêu 44 đi, là bắt đầu những phiên này chỉnh là lỗ bao nhiêu rồi, lỗ 70% anh chị, là bắt đầu mình nghĩ cổ phiếu cổ phiếu này upbo, cổ phiếu này phân phối, cổ phiếu này xả hàng. Đấy, anh chị mình thấy không? Điểm mua nó sẽ quyết định cái suy nghĩ khác biệt ở mỗi nhà đầu tư là khác nhau. Tại vì anh chị mình thua lỗ mà, thì tâm lý nhiều sẽ rất dễ bị dao động ấy. Cho nên những cổ phiếu này hôm nay nó quay đầu là tất yếu anh chị. Nhưng mà chị lưu ý này, đối với chị nào mua những vùng giá trên cao á, thì em có một cái khuyến nghị như thế này. Những cổ phiếu mà khi mà một cái biên độ giảm điểm lớn, khối lượng lớn á, thì thường nó sẽ mất một khoảng thời gian để nó cân bằng lại anh chị. Đấy, nó phải cân bằng lại để nó tiêu hóa đi hết những cái lượng cung hàng ở đây nè. Thì quá trình cân bằng lại á, nhịp sau là nhịp anh chị mình tham gia lại. Đấy, còn với những cái nhịp mà sau quá trình mà giảm điểm khối lượng lớn thì nó sẽ có thôi. Nhưng mà hồi lên để cho anh chị nào đu đỉnh á, thì cơ cấu ra đi. Đó, quá trình cân bằng lại mình mua lại sau. Đấy, lưu ý ha. Còn chị nào mua những cái vị thế vùng dưới nè, mua để nắm giữ và đánh trung hạn dài hạn á, tại vì đây cũng là một cái mẫu hình biên độ tích lũy lớn, thì em nghĩ anh chị mình cứ cầm. Đấy, cứ cầm và đưa ra một cái mức chặn lãi phù hợp ha. Đấy, lưu ý, trường hợp cổ phiếu có xấu á, thì mình vẫn còn một cái biên độ lợi nhuận nó ngắn để mình bỏ vào túi. Đấy, cho nên lúc nào cũng vậy, điểm mua sẽ quyết định đến điểm bán. Sai thì phải chấp nhận sai và cắt lỗ vậy đó, để tìm một cái cơ hội mới. Chứ anh chị mình cứ cố chấp, mình cầm nắm, mình kẹp hàng vào cổ phiếu ấy, thì sau này quá trình đầu tư của mình sẽ tương đối là bị động, mình không chọn lọc được nhưng mà cổ phiếu mạnh để mình tham gia, đúng không? Đó, KSB đúng không? Ai đu đỉnh vùng giá bao nhiêu 35 này sẽ có một cái sự suy nghĩ khác biệt với em mua giá 30. Đấy, lúc nào cũng thế cả. Đó, trên những cổ phiếu này em nói rồi, quá trình nó test đỉnh là bình thường anh chị. Cổ phiếu vượt đỉnh nè, test đỉnh là tất yếu, khối lượng lớn này, có ai phân phối đâu anh chị. Đó, giảm điểm ngày hôm qua là bình thường. Những cổ phiếu này quá trình mà cân bằng lại được mình cũng xem xét một điểm mua thôi. Đấy, nhưng phải chờ thêm, còn hiện tại chưa phải là điểm mua đâu anh chị, quá trình hồi phục bình thường thôi. Tiếp theo là về dòng cổ phiếu, dòng dầu khí đúng không? Đấy, cái dầu khí giới vẫn duy trì tốt. Thì nhìn chung cái biên độ vận động của dòng dầu khí ngày hôm nay á, thì nó vận động tương đối giống với cái biến động thị trường chung, đúng không? Những biên độ gì giảm điểm tương đối là nhẹ nhàng ha. BHR nè, giảm điểm có lượng thấp nè, đó, rất nhẹ nhàng. Anh chị nào lấy vị thế có hàng cứ chờ một cái điểm bùng nổ, một điểm gia tăng vượt hẳn những vùng 19 ấy, thì nó chính là những điểm anh chị mình gia tăng ha, khối lượng lớn. Đấy, cứ chờ đợi thôi, có hàng cứ cầm. Gas cũng tương tự như thế. Đấy, còn những cái yếu tố mà cơ bản này, những yếu tố mà nó được hưởng lợi thuận thời trong một cái xu hướng về ngắn hạn khi mà một nền kinh tế hồi phục á, thì em đã phân tích cho anh chị mình tương đối là chuyên sâu trong video ngày hôm qua, đúng không? Ai chưa xem thì anh chị mình có thể về mình tham khảo thêm ở một cái video ngày hôm qua về cái yếu tố vận động cũng như yếu tố cơ bản nó đang được hưởng lợi của dòng cổ phiếu dòng dầu khí, đúng không? Đấy, ôi hôm nay vẫn tăng tố anh chị, nhưng mà tăng thiếu khối lượng như này nó sẽ có yếu tố điều chỉnh và cân bằng lại thôi. Đó, BET nè, anh chị thấy không? Em hướng dẫn một cái kỹ thuật để cho anh chị mình đánh ấy. Sau một phiên tăng tốt nè, một phiên bùng nổ nè, hôm sau mở gáp á, gáp up nha, là cái điểm bán đấy, điểm bán ngắn hạn nó quay về lắp gáp dừng cover lại hàng sau. Là đối với chị nào mình ưa thích cái xu hướng mà trading tay không ấy, đó thì đó cái cách cho chị bán. Còn ví dụ mà ai nắm giữ trung dài hạn cứ cầm. Đây, những con này xu hướng đã có anh chị, xu hướng tăng nè, vẫn tăng tốt mà. Hôm nay chỉnh là bình thường đấy, cổ phiếu tăng mà gáp up tạo sự hưng phấn cho nhà đầu tư mua đuổi, đúng không? Thì nó quay về lắp gáp điều chỉnh lại. Đấy, còn những con kênh dưới thì chúng ta không quan tâm đâu chị, những con như bầu này nhìn thấy không? Tăng bao nhiêu mà giảm là cũng bấy nhiêu. Đó là yếu tố cực kỳ khó chịu nhưng mà cổ phiếu kênh dưới ha. Đấy, cho nên em thường không bao giờ mà em hướng dẫn anh chị mình những điểm rắn của nhưng mà cổ phiếu kênh dưới là như vậy anh chị. Đó, BVS nè, tăng gặp kháng cự, hôm nay vận động tương tự với biến động thị trường chung, nó giảm điểm khá là nhẹ nhàng, đúng không? Giảm điểm tương đối lành. Đấy, với trình đôi khi nó tích lũy lại quanh những vùng 27 hay là sang 6.5 ấy, là những cơ hội cho anh chị mình đánh một nhịp mới ấy. Đó, nhìn chung bản chất dòng dầu khí vẫn là cái yếu tố vận động rất là tích cực thôi, cũng không có gì gọi là quá xấu gì. Đó, tiếp theo là dòng chứng khoán, đúng không? Anh chị thấy dòng chứng khoán hôm nay nó giảm cũng là gì, những cái áp lực mà giảm điểm cũng là tương đối rác ha. Đấy, thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau đi phân tích thôi. VND nè, đó, nhìn chung biên độ giảm điểm điều chỉnh của VND khối lượng thấp á, thì đôi khi nó cũng vẫn gọi là gì, giảm điểm khối lượng thấp bao giờ nó cũng gọi là ổn. Đấy, nó vẫn neo được quanh những vùng kháng cự phía trên. Nhưng mà em đã nói chuyện rất nhiều, dòng chứng khoán chúng ta muốn đánh lại á, thì đôi khi nó phải cần một khoảng thời gian nó tích lũy lâu hơn để nó tiêu hóa đi hết những cái lượng cung mà chi cổ tức ấy. VCI này điều chỉnh tương đối lành, khối lượng thấp. Anh chị nào có hàng thì mình cứ đưa ra một cái mức chặn lãi đó gì. Xu thế con này vẫn là xu thế tăng nha. Anh chị thấy không? Nói là vẫn là xu thế tăng nè. Đấy. SHS. Nói chung những cổ phiếu mình sau khi chi cổ tức ấy, mình phải chờ đợi một khoảng thời gian rất lâu. Anh chị thấy hồi xưa HBG nè anh chị. Đó. Đây là những cái phim nó chi cổ tức này. Đây những cái giai đoạn mà những cái phim nó chi cổ tức nó tăng lên nè anh chị. Đó. Thì sau những cái quá trình mà nó chi cổ tức ấy, nó sẽ mất một khoảng thời gian rất lâu để gọi là gì? Nó tái tích lũy lại. Nó tái tích lũy lại anh chị. Đó, và sau đó nó có một cái nhịp tăng mới ha. Đấy, cho nên chúng ta phải hiểu những cái bản chất vận động của cổ phiếu. SBS nè, nó vẫn giữ một trên xu thế tăng, có những nhịp điều chỉnh trở lại ha. Nhìn chung những cái vùng này, những vùng quanh những vùng 33 ấy là những cái điểm hỗ trợ của cổ phiếu như là MBS này. Đấy, những con này em đánh giá là cái quá trình điều chỉnh nó gọi là tương đối tích cực có gì. Nó điều chỉnh cho một xu thế tăng là tất yếu ha. Đấy, nhưng mà về đây những vùng hỗ trợ ở ngày mai nó vẫn neo giữ lại được. Đó, cho nên điểm mua lúc nào cũng vậy, nó sẽ quyết định cái điểm bán của nhà đầu tư đúng không? Đấy, cho nên em thì em không có tập trung quá nhiều vào dòng chứng khoán hiện tại, tại vì mình cũng không có đủ những cái nguồn vốn và mình đánh giá cái biên độ và cơ hội cũng không cao. Đấy, nhìn thấy những cổ phiếu như HCM này, hôm qua giảm điểm khối lượng tương đối lớn ha, hôm nay nó giảm nữa thì nó về là vùng hỗ trợ luôn. Thì những con này nó sẽ có tạo ra những sự cân bằng sớm đó anh chị. Tại vì sao? Hỗ trợ là cái vùng nó sẽ kìm hãm cái sự giảm giá của cổ phiếu đúng không? Đấy, những con này đánh như thế này cái biên độ dao động mình khó để mua lắm, em đã nói rất kỹ rồi. Đó, còn những con penny mà của dòng những con nhỏ của dòng cổ phiếu chứng khoán thì nó đã rơi từ hôm trước anh chị ha. Đấy, những biên độ giảm phá rác ấy. Tiếp theo là dòng cổ phiếu là khu công nghiệp đúng không? Khu công nghiệp thì hôm qua nó chỉnh tác, hôm nay nó cân bằng lại là bình thường anh chị. Những cổ phiếu như D2D này, đó vẫn duy trì ở một cái biên vận động tương đối ổn định ha. Quá trình đây là quá trình test đáy anh chị. Đó, một nhịp chỉnh nè, hồi nè, test lại nè. Quá trình test lại mà khối lượng cấp mà nó hồi cân bằng lên như ngày hôm nay rút chân ấy thì đó những yếu tố vận động tương đối tốt đúng không? Đó, thì hôm nay gọi là một cái phiên gì, phiên test cung. Phiên test cung nha anh chị, trong một biên độ điều chỉnh, trong một cái xu thế điều chỉnh á, những phiên mà chị thấy rút chân lên nè, khối lượng cấp là những phiên test cung ha. Nó cũng sẽ tương tự với trong một cái biên độ tích lũy. Đấy, em nói rồi, những cổ phiếu này vẫn là cổ phiếu tốt, điều chỉnh này khối lượng thấp, vẫn duy trì một cái mức ổn định đó chị. Đó, ai sợ thì cứ bán, chứ tổ chức họ đâu có phân phối đó. Đấy. RVR nè, hôm qua cái phiên khối lượng mà nó cũng ở mức trung bình lớn ấy thì là do nó gặp những cái áp lực, nó gọi là gì, cái sự tương quan trong một cái dòng từ cổ phiếu mà áp lực từ KBC thôi. Anh nhìn thấy cổ phiếu KBC nó bán lớn, nó bắt đầu anh chìm cũng vét những cái lượng hàng của RVR ra mình bán. Đấy, nhưng mà chị không hiểu là gì. Cái cổ phiếu RVR nó là một cái tập đoàn. Thứ nhất ấy, nó cũng có những cái quỹ đất nó chuyển đổi được cái việc gì? Việc mà khai thác từ cao su chuyển đổi qua cái yếu tố mà khai thác khu công nghiệp để thành lập những khu công nghiệp đúng không? Đó, nhưng mà nó vẫn có một cái sự duy trì ở một cái hoạt động chính của doanh nghiệp chính là về cao su. Thì anh chị biết là gì? Hiện tại cái giá cao su trên một cái sàn Thượng Hải là cực kỳ cao ha, có thể là nó tìm đến những cái đỉnh mà rất cao về giá cao su ấy, những cái giá nguyên vật liệu. Đó, cho nên vô hình chung thì những yếu tố như thế nó cũng là những cái việc mà nó hưởng lợi cho cổ phiếu anh chị. Đó. Thì anh chị nhìn ở những góc độ hiện tại hôm nay vẫn là cái phiên gì? Giảm về hỗ trợ rút chân là bình thường đúng không? Đấy, cho nên chị mình lưu ý ha. Ở trên khách hàng thì vì sao mình vẫn cho cầm? Tại vì thứ nhất mình phải có điểm mua tốt, điểm mua của mình vẫn lãi anh chị thì mình mới tự tin mình cầm nắm được cổ phiếu. Có anh chị nào mua vùng giá bao nhiêu 40-41 nè thì bắt đầu phiên ngày hôm qua mình rất lo sợ bán kháo rồi. Đó, anh chị lưu ý ha. Đấy, hôm qua bán thì cũng đúng đó anh chị, tại vì nó cũng vi phạm về những nguyên tắc bán đúng không? Anh chị mua đuổi từ những biên độ này, giảm ngày hôm qua là cũng vi phạm về nguyên tắc bán là gì? 4% thì cắt một nửa, 8% thì cắt hết. Đấy, cho nên điểm mua sẽ quyết định đến điểm bán. Đó, còn những cái biên độ mà để anh chị mình tham gia lại với những cổ phiếu như RVR thì sau những cái biên độ giảm điểm nè thì nó cân bằng lại thì mình chơi sâu ha. Lưu ý mua tại những vùng cân bằng chứ anh chị đừng có mua trong những xu thế như hiện tại. Đấy, thì nó cũng chưa rõ ràng, nó chỉ phù hợp với cái việc gì anh chị nào có hàng cầm nắm và chặn lãi thôi anh chị ha. IDC vẫn được giữ giá tốt anh chị đó, nhưng mà không phải điểm mua đâu. KBC em vừa phân tích với chị mình tương đối nhiều đúng không? Đấy, những ông như BHR kênh dưới thì thôi chị mình cứ bỏ. IDC nó vẫn được neo giá vùng phía trên ha, vùng tích lũy trên. Đấy, những cổ phiếu này vẫn là cổ phiếu gì kênh trên xuống đi lên đó chị. Khi mà nó neo giá mà nó tích lại được á thì nó cũng là những cơ hội mua đúng không? Đấy, thì đó là về bản chất của dòng khu công nghiệp. Tiếp theo là về dòng bất động sản ha. Dòng bất động sản là cái dòng mà hôm nay chị thấy đâu đó với những một cổ phiếu nó gặp áp lực điều chỉnh tương đối rác đúng không? Đó, ESM này thì con này nó phải cần quá trình cân bằng lại thôi chị. Hôm nay nhìn chung ấy, nhìn chung nha, nếu như mà anh chị phân tích chuẩn ấy thì đây quá trình gì test đáy anh chị, quá trình test đáy có lượng thấp nè, cân bằng lại được nè. Đó, thì đôi khi sau quá trình mà test đáy thành công ấy nó tích lũy vài phiên nữa hoặc là nó có những phiên hướng lên ấy, thì nó là những cái điểm mà chị đánh ngắn hạn được đúng không? Ấy, tại vì em nhìn được là những cái xu thế cổ phiếu này tổ chức họ chưa có phân phối hết những cái lượng hàng đó anh chị. Còn cái xu thế ngắn hạn nó vẫn là xu thế gì trên trên luôn tăng này anh chị. Đó, chỉ là nó chưa vượt hẳn những vùng đỉnh giá thời đại thôi, cho nên tạm thời anh chị có hàng thì cứ cầm và chặn lãi thôi ha. Sale này thì kênh nó vẫn là kênh dưới thôi, nó gặp kháng cự nó bị bán ngược thôi là bình thường. Đấy, cho nên chị mình mua những điểm này không phải điểm mua chuẩn nè. Đó, mua như thế nào chào quá trình cân bằng lại mình mua sâu ha. Đích tổng đúng không? Đó, đích tổng rất rõ ràng, nó đang tạo một cái biên anh chị. Đây là cái biên tích lũy của cổ phiếu nè. Đó, chị mình vẽ một cái hình hợp đi, mình sẽ đây là cái biên tích lũy nè. Khi nó tiệm cận vùng cạnh trên nó sẽ tìm lại cạnh dưới. Đấy, cạnh dưới đây là những vùng hỗ trợ cổ phiếu rồi anh chị. Đó, thì thôi, đến bây giờ mà chị mình còn cầm nắm mình mua những điểm mua đuổi nè, thì bây giờ mình lỗ tương đối nặng nè. Thì thôi, anh chị nào cầm thì chờ phản ứng vùng hỗ trợ nó bật lên hồi phục ấy. Thì em muốn bán gì bán đúng không? Đấy, quanh những vùng 30 là những điểm hỗ trợ cổ phiếu tương đối cứng ha. Với cổ phiếu như DIC, nhìn chung cái quá trình tổng thể cổ phiếu này em đánh giá dư địa vẫn còn, nhưng mà muốn mua được ấy thì phải chờ. Đấy, cho nên lúc nào cũng vậy, điểm mua cổ phiếu là cực kỳ khó chị, nó phải đạt về những cái điều kiện mình mới mua. Mà khi mà mình mua cổ phiếu ấy, mình phải biết lý do mình sao, lý do vì sao mình mua, để khi mà nó vận động sai và không đúng với sự kỳ vọng ấy thì mình cũng biết lý do vì sao mình bán. Anh chị mình lưu ý ha. Tắc xanh thì thôi, chiều theo cứ túc tắc giảm như thế này mình chị làm mua như thế nào được đúng không? Đó, cho nên mình đánh theo xu thế là rất thoải mái ha. Cứ con kênh trên thì đánh, con nào mà hướng lên trên á, xu hướng đi lên á thì đánh, còn con mà cứ hướng đi xuống như thế này cứ bỏ chị. Đấy, còn những gì mà tăng ngắn như này thôi, ai ăn được thì cứ ăn. Thì mình không đạt về cái gọi là phạm trù đầu tư của mình, không đạt về cái khẩu vị đầu tư thì mình bỏ. HDC vẫn được tích lũy thôi, vẫn tốt. Hạ đô đúng không? Đấy, em nói chị mình hôm trước đúng không? Hồi xưa ấy, anh chị mình nhớ không? Đây là cái điểm em hướng dẫn chị mình tham gia nè, những phiên test cung nè, và sau đó nó rủ một nhịp đúng không? Đó, rủ một nhịp này mình chưa bán được gì, nhưng mà mình sẽ bán trong nhịp thôi. Đấy, cho nên lúc nào cũng vậy, cổ phiếu nó luôn luôn có những cái cơ hội cho nhà đầu tư mình cơ cấu. Thì khi mình nó hồi là những vùng mà 55 56 ấy, làm cho anh chị mình hạ ra ngay. Đấy, mình lấy vị thế biên tích lũy nè, rủ mình chưa bán hồi lên mình bán sau. Đó, còn chị nào tham gia cho một cái pha mà sau một cái nhịp mà nó hồi phục này á, thì quá trình phía sau thì sẽ tương đối rủi ro hơn đúng không? Có thể nó quay về nó test đấy thôi. Và quanh những vùng bao nhiêu 50 là những cái điểm hỗ trợ của cổ phiếu như Hà Đô ha, có thể nó test về lại vùng đấy trước là bình thường ha. Đấy, cho nên những cổ phiếu này mình phải chờ đợi thôi. Khen Điền Hâu này, những con này nó vẫn được neo giữ giá tương đối ổn định đó chị, tại vì trong tuần này cái quỹ ETF ấy họ cũng có những cái lệnh họ giao dịch, họ mua những cái lượng hàng của hàng Điền Hâu đúng không, trong một cái quỹ đó, trong một cái danh mục. Thì vô hình chung những cổ phiếu này nó cũng là những cái động thái tích cực cho cổ phiếu vận động. Hôm nay vẫn là những cái phiên biến động dần thôi, nó cân bằng lại qua những vùng kháng cự là rất là tốt ha. Đấy, đâu đó mình thấy hôm nay có cổ phiếu như Nam Long nè. Đấy, Nam Long thì hôm nay nó gặp cái áp lực mà giảm điểm tương đối rác đúng không? Đó, khối lượng thì không có lớn nhưng mà cái biên độ giảm điểm thì lớn. Đấy, chúng ta đấy cũng hơn 2% ấy, nhưng mà mình xét một cái xu thế nó vẫn giữ được một cái xu thế đi, xu thế tăng đúng không? Đó, hôm trước những cái nhịp mà em báo chị là ai muốn mua cứ vào lấy vị thế những điểm này nè, lấy vị thế khi mà sai á, ví dụ 4% thì mình sẽ cắt một nửa cái vị thế đó ra, 8% thì mình sẽ cắt hết đúng không? Mình lúc nào cũng vậy, mình tuân hộ một cái điểm mua ha. Còn nhìn về một cái xu thế vẫn là xu thế tăng cái gì, mẫu hình vẫn là những mẫu hình gì, nền trong nền rất là ổn đúng không? Ấy, những biên độ nó vẫn là trong một cái nhịp nó tích lũy đó anh chị. Đó, khối lượng cũng thấp. Tiếp theo với những mà cổ phiếu như là DN này, những con này biên độ dao động nó rác quá, anh chị phải chờ thêm ha. Luôn đánh tại những vùng cân bằng của cổ phiếu đúng không? Đấy, Nhà Từ Liêm, bắt đầu cổ phiếu này cân bằng lại được anh chị. Hôm nay giảm điểm test lại khối lượng thấp ha. Nhìn thấy nè, nó sẽ có một cái phiên nó test lại vùng giá hấp nên chị, test lại nè, khối lượng hấp dẫn ấy. Thì nó là những gì động thái đánh giá vẫn là tích cực ở cổ phiếu như là Nhà Từ Liêm đúng không? Đấy, cho nên em nghĩ là những cái yếu tố mà cổ phiếu cân bằng lại được vài phiên nữa thì đôi khi sẽ có một cái nhịp gì đánh ngắn được. Đấy, cho nên lúc nào cũng vậy, nhìn những con cổ phiếu anh chị, xu thế hoặc là xu thế đi lên đúng không? Đó, rõ ràng ha. Tiếp theo là dòng phân bón và dòng thép ha. Thì dòng phân bón sáng nay nó cũng có một vài cái động thái mà nó tích cực, nó được hưởng ứng từ con lát thôi. Tại vì con lát nó có những câu chuyện mà hối vốn của Vinachem đúng không? Đấy, thì em nói với chị mình rất kỹ trong những video gần đây, nếu như mà để được chọn một dòng cổ phiếu của dòng phân bón ấy, tại vì thường em không đánh dòng này đâu, từ thanh khoản thứ nhất nó không có đủ những cái size mà mình tham gia. Nhưng mà nếu được chọn thì em sẽ chọn con lát. Em nói chị mình rất kỹ ha. Thì ai tham gia mình ai mà đánh được những cổ phiếu này cũng rất là hay đúng không? Hôm nay bùng nổ lượng lớn này cực kỳ an toàn. Đấy. Còn những con như DCM thì DBM thôi bỏ chị, thậm chí nó cực kỳ rủi ro nha. Chị thấy đây là cái đỉnh nè. Đó, test đỉnh là bị bán ngược ngay đúng không? Đấy. Yếu tố mà như thế này là vận động khá là rủi ro đấy, cho nên chị mình cũng lưu ý điểm mua những cổ phiếu này không có đâu. Đấy, còn về cái dòng thép thì hôm nay nó cũng điều chỉnh tương đối là mạnh thôi, nó vận động tương tự thị trường chung ha. Nam Kim này, em nói với chị mình rồi, những con Nam Kim mà nó còn ổn định thì thị trường còn ổn thôi, cổ phiếu vận động rất là bình thường. Hoặc là cổ phiếu như Hoa Sen nè, đó, tăng điều chỉnh cân bằng là tất yếu, khối lượng hợp hà. Đấy, không có gì gọi là quá xấu cả. Tương tự là Hòa Phát đúng không? Đấy, thì Hòa Phát đôi khi nó hơi bị nặng mong một chút. Tiếp theo là dòng bán lẻ đúng không? Thì anh chị thấy trong những cái phiên gần đây á, đặc biệt là trong hai phiên gần đây, thì những cái dòng vận động, dòng trụ, đặc biệt là dòng trụ của dòng bán lẻ là những dòng cổ phiếu mà nó đang được nhà tạo lập họ sử dụng những cái điểm số để họ neo giữ lại cái vận động thị trường chung ha, neo giữ lại những cái điểm số chung. Đấy, VRE này không hiểu lý do gì đúng không? Đó, chắc là nó cũng hưởng ứng theo những cái yếu tố gì, những cái tin tức có gì mà cái yếu tố mà cái đà hồi phục trở lại khi mà mở cửa của thị trường ấy, của nền kinh tế ấy, thì những mà cổ phiếu mà đã bị ảnh hưởng quá nặng trong những cái giai đoạn vừa rồi, trong khoảng 1 năm gần đây của cái yếu tố về dịch bệnh ấy. Thì bây giờ cái nền kinh tế mở cửa trở lại thì những cái gì xấu nhất của cổ phiếu nó cũng đã phản ánh hết anh chị. Cho nên những cái cổ phiếu như thế này ấy, là thị trường chứng khoán nó phản ánh những cái vận động về sự kỳ vọng trong tương lai, trong cái nền kinh tế hồi phục trở lại thì những cổ phiếu như thế này sẽ được hưởng lợi một chút, đúng không? Đó, cũng ít nhất là cũng sẽ duy trì lại cái đà hoạt động ha. Đấy, thì trong một cái nền kinh tế hồi phục á, anh chị mình chỉ nên quan tâm về 3 yếu tố. Thứ nhất, khi nền kinh tế hồi phục trở lại, đâu là cái gốc rễ cho cái sự hồi phục nền kinh tế? Đó chính là yếu tố gì? Sản xuất. Đấy, sản xuất lúc nào cũng vậy, là cái yếu tố sẽ thúc đẩy cho cái chuỗi cung ứng trở lại. Khi mà sản xuất xong ấy, nó sẽ dẫn đến thứ hai, dẫn đến các hoạt động buôn bán như là bán lẻ, như là các trung tâm thương mại. Thứ ba mới đến những cái yếu tố như là hàng không, dịch chuyển hoặc là vận chuyển. Đấy, nên chị mình lưu ý ha, đó là 3 yếu tố hồi phục trong một cái nền kinh tế. Đấy, nhưng mà chúng ta phải đánh vào cái yếu tố đầu tiên ấy, là phải đánh vào những cái dòng nó gọi là dòng sản xuất. Mà trong một cái dòng sản xuất ấy, nó cần cái gì anh chị? Nó cần năng lượng. Năng lượng ở đây là dòng vũ khí hay là dòng điện, thì nó là những yếu tố mà nó cần thiết để nó đáp ứng cho một cái hoạt động sản xuất khi nền kinh tế hồi phục trở lại ha. Đấy, những cổ phiếu Vinamilk thì nó vẫn là như thế anh chị. Đó, vẫn là kênh dưới vùng tích lũy đấy. VIX nè, giờ cũng bó tay ra những con này. Nói chung những cái biên vùng dưới là những vùng hỗ trợ tương đối cứng ấy. Thì em đánh giá gì để nó gãy được những vùng hỗ trợ này thì nó phải cần một cái lượng bán chủ động rất lớn. Đấy, cho nên còn không thì nó cứ tích lũy thôi, còn cơ hội tích lũy như này không có cho chìm đánh, đúng không? Đó, còn ông Vinthơm này thôi chìm đừng có hỏi em nữa. Hôm trước ấy, điểm này chị cũng hỏi mua không nè, điểm này chị cũng hỏi mua không nè, điểm rơi như thế này mà cũng hỏi mua không nè, thì em nói chị mình rồi, những con này cứ chờ đi, chờ đi, khi nào đạt thì em hướng dẫn chị mình sâu. Còn bây giờ nó phải cần tiêu hóa cái lượng cung rất lớn ở phía trên ha. Đấy, còn anh chị nào mua mà để ăn cổ tức ngày mai ấy, thì mình phải có những góc nhìn nó dài hạn một chút. Đấy, tại vì cơ bản những cái doanh nghiệp như này vẫn là doanh nghiệp đầu ngành dòng bất động sản, đúng không? Vẫn là những tập đoàn lớn, thì anh chị đánh nó cũng vô cùng an toàn ha. Đấy, ngày mai ngày mà chia không ổn quyền của cổ phiếu như Vinthơm, đúng không? Đấy, bia rượu nè, hôm nay có anh chị nào nhậu nhẹt không mà anh thấy những cổ phiếu này tăng ra rác ha. Đó, thì cũng là những cái sự kỳ vọng trong cái đà hồi phục của nền kinh tế đó anh chị. BNG ha, anh chị mình nhìn một chút về cổ phiếu BNG không? Rất rõ ràng, em nói đây là những cái phiên hồi phục cổ phiếu nè. Anh chị nào kẹp á thì cứ tận dụng mà tút tắt mà cơ cấu đi, tại vì khi nó tăng nó gặp những cái biên kháng cự tương đối lớn, nên tích lũy lúc nào cũng là nền hỗ trợ, cũng là cái nền kháng cự tương đối lớn anh chị nha. Đấy, thì cái áp lực bán rất lớn, ví dụ tăng lên chị mình không bán nó thì cũng sẽ có một người khác họ bán thôi. Đấy, cho nên chị phải hiểu về những bản chất vận động của cổ phiếu, tránh cái trạng thái mà khi nó chỉnh lại chị bán thì nó lại là rủi ro ha, thì nó lại là những mức giá nó không có tốt. Đấy, MWG nay cân bằng bình thường thôi. Đấy, những cổ phiếu này vượt đỉnh đó anh chị, rất là đẹp ha. Nhưng mà ai đánh được những cổ phiếu như MWG em cũng xin chúc mừng thôi, tại vì em đã nói với chị về cái dư địa vận động của dòng bán lẻ từ lâu rồi đó. Nhưng mà mình thì mình chọn FPT ấy cũng hơi buồn ha, cho nên đầu tư mà phải cần yếu tố gì, yếu tố may mắn một chút, đúng không? Đó, hai con mình đi so sánh thì mình chọn lọc FPT. Đâu đó MASAN hôm nay cũng bật tăng trở lại nè anh chị. Đấy, nhưng mà cổ phiếu tăng này nó cũng gặp vùng kháng cự phía trên, quá trình đấy là có này phiên hướng lên đấy, thậm chí nào mà lấy vị thế MASAN ngày hôm nay em đánh giá vẫn được, tại quá trình test đáy thành công anh chị. Khi mà cổ phiếu test đáy thành công ấy thì xác suất mà nó khủng là những vùng này là không cao, đúng không? Đó, tương tự như mà với KEG đó, hôm qua cũng đã phân tích với chị mình rồi ấy. Còn ông FPT nó vẫn trong một biên độ tích lũy đó, hôm nay thì đâu đó nó vẫn có những yếu tố về tín hiệu nó cũng tăng điểm. Đấy, thì nhìn chung những cổ phiếu FPT thì chúng ta em nghĩ là gì? Em nghĩ là nhà tạo lập họ vẫn neo là con FPT này, họ chờ cho cái nhịp nó hàng phát sinh. Đấy, DGW thì cứ tung tắc mà tăng trần như thế này em cũng bó tay. Đó, tiếp theo là mình nhìn về cái dòng thủy sản dịch may điện, đúng không? Thì về cái dòng thủy sản thì thanh khoản nó hơi bé, cho nên em cũng chỉ phân tích sơ thôi. Những con này bắt đầu cái phiên này chị bắt đầu bán được rồi đấy, tại vì nó tăng vùng đỉnh không vượt được này, thì đôi cái nhịp rũ là sẽ tương đối rác ha. Đó, bạn nghĩ cũng không nhiều gì mình đánh đâu, nhưng hôm nay cái size nó bé quá. Còn cái dòng dệt may ấy, thì chú ý cũng phải như VGT nè, hôm qua tăng thì hôm nay chỉnh thôi, lượng cấp là bình thường anh chị. Quá trình mà chỉnh lại nó test gì? Test đỉnh nè. Đó, khi mà nó vượt đỉnh thì cái yếu tố mà test đỉnh trở lại cổ phiếu là bình thường, đúng không? Test thôi lượng cấp thì vẫn là những cái yếu tố mà cổ phiếu vận động tích cực thôi, chứ không gì gọi là xấu cả ha. Đấy, mua chuẩn thì gì cứ cầm TNG này, đấy, chỉnh xong nó cân bằng lại gì, quá trình chỉnh nè, hồi nè, test là khối lượng thấp này hướng lên nó cân bằng lại. Đó, thì em nghĩ những cổ phiếu này nó phải cần thêm vài phiên nữa thì mình sẽ canh lại với cổ phiếu như TNG, đúng không? Đấy, và anh chị mình nhớ một điều gì, trong một cái nền kinh tế hồi phục á, thì em xin phép bổ sung thêm này, sản xuất nè, buôn bán nè, thì sau này nó sẽ có những yếu tố về xuất khẩu nó gì, đó xuất nhập khẩu về những cổ phiếu mà dịch may nó cũng được hưởng lợi thôi. Đó, RVR quá trình test đấy gì một nhịp nè, hồi test lại nè, khối lượng thấp hướng lên thôi. Đó, sau quá trình test thành công nó cân bằng lại, mình chơi ngay ha. Những con này xu hướng nè, kênh trên xu hướng đi lên, có tiền vào nhưng mà chưa phân phối hết đó anh chị, có phân phối được phiên nào đâu, đúng không? Đó, thì những cổ phiếu này mình phải chú ý chứ mình không bỏ những cơ hội nào cả, đúng không? Đấy, thì đó là cái video ngày hôm nay ha, thì cũng phân tích cho anh chị ngắn gọn thôi, xúc tích. Còn về cái diễn biến thị trường thì vẫn phải là gì, vẫn phải chờ đợi ý chí của nhà tạo lập, phải chờ một cái luồng gió đông nó thổi ra đó để cho thị trường xác nhận một cái xu hướng nó rõ ràng hơn. Còn nhìn chung thị trường mà khi nó tạo những biên độ tích lũy như thế này á, thì những cái nhịp mà bùng nổ phía sau á cực kỳ an toàn, tại vì thị trường bứt phá từ cái biên độ tích lũy lúc nào cũng là những cái vùng mà đáng tin cậy đấy, cho nên chúng ta vẫn phải chờ đợi. Thì cái video ngày hôm nay cũng đến đây thôi, thì cũng xin phép hẹn gặp lại chị mình trong một cái video ngày mai. Xin chào cả nhà, chúc anh chị mình có một buổi tối vui vẻ.